Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện clip cho thằng Vinh tiền lẻ. Vì đã rất lâu rồi tôi không cho Vinh tiền lẻ, vì thế hôm nay tôi sẽ quyết định cho Vinh tiền lẻ. Và cái ý tưởng cho này là của một bạn đã comment ở trên YouTube, tôi đã đọc được. Tôi không nhớ tên bạn này, đấy là bạn gì, nhưng mà tôi nhớ là tôi có đọc qua một bình luận ở trên YouTube, đó là: "Anh ơi, cho Vinh tiền lẻ uống Milo trộn nước mắm đi." Và hôm nay tôi sẽ quyết định cho Vinh tiền lẻ uống Milo trộn với nước mắm. Yeah. Và bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào bên trong nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ khoét một lỗ ở đằng sau cái hộp này ra. Lỗ rất là bé thôi. Ok, bây giờ đã thủng một lỗ rồi này. Và bây giờ mình sẽ uống một ít nước sữa này đi và cho nước mắm vào. Bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào đây nhé. Đây có một cái lỗ đây rồi. Cho đầy một xi lanh nước mắm luôn. Đây nha, đây nha. Okay. Bây giờ mình sẽ dán băng dính vào. Chảy nước ra các bạn ạ. Ok, nhưng mà tôi sẽ để dọc cái chai sữa lên, mong là thằng Vinh nó không làm đổ. Đây này. Nó vẫn nước, nó vẫn chảy ra. Ok, xong một cái. Tôi sẽ làm hai cái để gọi là đánh lạc hướng nó ấy. Tức là tôi cũng lấy một hộp để uống ấy. Ok, chấp nhận là hy sinh, tôi cũng phải uống để cho được thằng Vinh. Cái lỗ của hộp này nó hơi to các bạn ạ. Tôi nhét cái ống hút to quá về cái lỗ hơi to. Ok, nhưng không sao. Bây giờ tôi sẽ cho nước mắm vào. Một xi lanh nước mắm là rất nhiều các bạn ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ dán băng dính vào. Ok, vậy là tôi đã dán sau các bạn nhìn này, đấy. Đây là tôi dán ở mặt sau nhé các bạn nhé. Tôi không dán ở mặt trước. Đây, tôi dán mặt sau này, đấy. Mong là thằng Vinh nó không để ý. Ok, bây giờ tôi sẽ đi cất hai hộp đấy đi. Ok, bây giờ tôi sẽ chờ Vinh tiền lẻ về và cho nó uống. Vinh ơi! Vinh! Vinh ơi! Vinh ơi! Come and fly away with me. 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 Lấy hai hộp chua Milo đấy nhá. Cả hai hộp chua Milo với hai hộp chua mà trên nắp ấy, trên nắp có ngồi đâu? Trong tủ lạnh có, mấy cả cái thìa đã chua chua đấy, thìa trên nắp ấy.
chua đây, Milo đây. Đấy, à, cảm ơn. Ăn sữa chua này. Muốn hay sữa chua? Không ăn sữa chua thì cũng chưa gì. Ăn sữa chua ngon hơn. Hôm nay làm vui không? Mệt. Mệt. Chứ làm, đi làm mệt đéo gì? Mệt ngủ. Làm mà đàn bò. Không hẳn. Có hẳn em làm không? Có hàng mà em quấy đâu? Không làm. Em muốn làm quấy đâu? Vâng, vâng. Sao không làm? Không thích làm. Cứ ngoan. Quá ngon. Mày ăn cái điều đâu.
Dạ uống đi. Mặn lắm. Sao mặn? Uống hết nửa hộp rồi còn gì nữa. Giờ có thế nào cũng không uống được. Ô, Mino, sữa Mino 2018. Mà nó cứ thế nào ấy. Công nghệ sữa hiện đại nhất thế giới hiện nay, Mino 2018 nên nó chả mặn. Uống đi cho béo, uống không? Không, không, không.